Giá vàng hôm nay ngày 25 tháng 10, vàng SJC tiếp tục lao dốc mạnh. Giá vàng SJC tiếp tục xu hướng đi xuống, trong khi trên thị trường quốc tế, giới phân tích và nhà đầu tư dự đoán trái chiều về diễn biến giá vàng những ngày tới. Chủ nhật ngày 25 tháng 10, nhiều doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng và ngân hàng nghỉ giao dịch. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh được một số cửa hàng niêm yết quanh 56,05 triệu đồng trên lượng mua vào, 56,25 triệu đồng trên lượng bán ra, giảm khoảng 150.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Chênh lệch giá mua bán thu hẹp xuống mức rất thấp, chỉ 200.000 đồng trên lượng, phản ánh nhu cầu trên thị trường không cao, nên doanh nghiệp chấp nhận lợi ích để kích thích lượng giao dịch. Giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch ổn định quanh mức 53,3 triệu đồng trên lượng mua vào, 53,6 triệu đồng trên lượng bán ra, thấp hơn vàng SJC khoảng 2,6 triệu đồng trên lượng. Trong tuần, giá vàng SJC có nhiều ngày biến động, nhưng trong biên độ tương đối hẹp, có thời điểm giá vàng miếng tăng lên 56,4 đến 56,45 triệu đồng trên lượng chiều bán ra, nhưng lại quay đầu giảm sau đó. Tốc độ tăng giảm của giá vàng trong nước cũng chậm hơn nhiều so với mức biến động của giá thế giới. Tính chung trong tuần, giá vàng SJC chỉ tăng khoảng 100.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đóng cửa tuần giao dịch ở mức 1.902 đô la Mỹ trên ounce, chỉ tăng khoảng 3 đô la Mỹ trên ounce so với cuối tuần trước. Nhưng trong tuần, có thời điểm kim loại quý đã leo lên tới 1.927 đô la Mỹ trên ounce trước khi quay đầu giảm trở lại. Xu hướng giá vàng trên thế giới có thể giằng co, chưa rõ diễn biến trong những ngày tới theo kết quả khảo sát của KITCO.com. Cụ thể, tại cuộc khảo sát của phố Wall, trong 17 chuyên gia phân tích thị trường tham gia khảo sát, chỉ 41% nói giá vàng tăng và cũng 41% số người được hỏi dự đoán đi ngang, số còn lại cho rằng giá vàng sẽ giảm. Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, số lượng nhà đầu tư tham gia trả lời ở mức thấp nhất kể từ đầu năm, tổng cộng 1.305 nhà đầu tư trả lời, trong đó 61% người được hỏi lạc quan cho rằng vàng sẽ đi lên những ngày tới, 20% dự đoán giá vàng giảm và số còn lại nói giá vàng đi ngang. Giới đầu tư đang giảm sự quan tâm với kim loại quý khi trong khoảng một tháng qua, giá vàng trên thị trường quốc tế lình xình quanh ngưỡng cản tâm lý 1.900 đô la Mỹ trên ounce và chưa thể chạm được ngưỡng 2.000 đô la Mỹ trên ounce. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết vào khoảng 53,3 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng SJC gần 3 triệu đồng trên lượng. Giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại cuối tuần tiếp tục ổn định quanh mức 23.060 đồng trên đô la Mỹ mua vào, 23.270 đồng trên đô la Mỹ bán ra, không thay đổi so với cuối tuần trước.